Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh Tin tức Tinh túy. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Tin tức Tinh túy sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu về một vlogger, một youtuber rất là nổi tiếng. Anh có tên là Vũ Mập. Kênh của anh là Vũ Mập Vlog hoặc là kể chuyện mà Vũ Mập. Có thân hình hơi mập một chút, tuy nhiên thì lại có một lối kể chuyện rất là hay và hấp dẫn. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem Vũ Mập có tên thật và tên đầy đủ là gì, sinh năm bao nhiêu, quê quán ở đâu, đã có vợ và con hay chưa, vân vân và mây mây rất nhiều điều xoay quanh Vũ Mập mà chúng tôi đã cập nhật được và mong muốn gửi tới quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, không chần chừ gì nữa, không để mất thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta hãy bắt đầu ngay sau đây quý vị nhé. Tin tức Tinh túy, kênh tin tức số 1 Việt Nam. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về một youtuber có biệt tài kể chuyện rất là hấp dẫn và lôi cuốn khán giả. Thưa quý vị và các bạn, anh chính là Vũ Mập. Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một chút về anh chàng này quý vị nhé. Tin tức Tinh túy, kênh tin tức số 1 Việt Nam. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn chính là hình ảnh của youtuber Vũ Mập. Vũ Mập có tên thật và tên đầy đủ là Lâm Sơn Hoàng Vũ. Anh sinh ngày 16 tháng 10 năm 1995. Thưa quý vị và các bạn, anh đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Vũ Mập là một chàng trai nổi tiếng với biệt tài kể chuyện hấp dẫn và lôi cuốn khán giả. Mỗi câu chuyện Vũ Mập kể đều truyền tải thông điệp ý nghĩa, đáng suy ngẫm hướng tới khán giả một cách chân, thiện, mỹ. Qua giọng kể lôi cuốn, Vũ Mập đưa người nghe qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ hồi hộp, tò mò, thích thú và cảm động với những nhân vật trong mỗi câu chuyện. Những tình huống hấp dẫn, kịch tính được Vũ Mập tường thuật một cách chi tiết, lột tả mọi lát cắt, ý nghĩa. Khán giả không chỉ nghe chuyện mà còn cùng nhau suy ngẫm, thảo luận các vấn đề xoay quanh việc giải trí, những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Thưa quý vị và các bạn, hầu hết những câu chuyện mà Vũ Mập kể đều do độc giả gửi về. Anh sẽ dựa trên 95% nội dung chuyện khán giả gửi, 5% còn lại sẽ dựa trên tâm lý nhân vật để đưa ra những tình huống chân thực nhất. Và cũng chính vì vậy mà khán giả ngày càng tin tưởng như câu chuyện của anh. Mỗi một video Vũ Mập công chiếu lên YouTube và Facebook đều thu hút khoảng 80.000 cho đến 100.000 lượt xem. Kênh YouTube Chuyện Ma của Vũ Mập đã có hơn 340.000 người đăng ký. Fanpage cũng có hơn 800.000 người theo dõi. Nhưng mà con số này chứng tỏ sức hút không hề nhỏ của chàng Mập đam mê kể chuyện này phải không ạ? Thưa quý vị, trước khi theo đuổi công việc kể chuyện trên YouTube, Vũ Mập gắn bó với nghề làm bánh trung thu Sơn Long Đồ Khánh, truyền thống của gia đình. Bánh trung thu Long Sơn Đồng Khánh đã ra mắt thị trường hơn 20 năm và được đánh giá rất cao trong việc lưu giữ những giá trị chuẩn mực cho bánh cổ truyền của đất nước ta. Ngoài ra, cơ sở của Vũ Mập còn ra mắt thị trường bánh chay phù hợp cho những người mắc bệnh tiểu đường, người muốn giảm cân. Có thể nói rằng là Vũ Mập không chỉ làm tốt việc lưu giữ, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dòng họ, mà còn nghiên cứu, sáng tạo nhiều cách rất là mới để khách hàng có thể trải nghiệm thú vị nhất khi mua hàng tại cơ sở của mình. Cuộc sống gia đình của Vũ Mập. Vũ Mập đã kết hôn và có một con gái 2 tuổi. Vợ của Vũ Mập là người có sức ảnh hưởng rất lớn đối với anh. Mọi bước chân của Vũ Mập trên đường sự nghiệp đều có sự ủng hộ và giúp đỡ tinh thần rất là lớn lao từ hậu phương vững chắc này. Như thông tin chúng tôi đã đưa lúc ban đầu thì Vũ Mập sinh ngày 16 tháng 10 năm 1995, tức là năm Ất Hợi, Cẩm Tinh con lợn quý vị nhé. Vũ Mập sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh của nước Việt Nam chúng ta. Anh sinh thuộc cung Thiên Bình, Cẩm Tinh con giáp Ất Hợi. Vũ Mập xếp hạng nổi tiếng thứ 447 trên thế giới và thứ 13 trong danh sách YouTuber nổi tiếng. Tổng dân số Việt Nam năm 1995 vào khoảng 72 triệu người. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là đôi nét về YouTuber Vũ Mập. Hy vọng rằng qua video này quý vị và các bạn sẽ phần nào hiểu rõ hơn về anh chàng này. Xin chúc cho Vũ Mập luôn luôn thành công trên con đường mà mình đã chọn. Chúc cho anh sớm đạt được những điều mà mình mong ước. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video này của chúng tôi. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống.
Quý vị và các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video này giúp chúng tôi và đừng ngại ngần ấn đăng ký, bấm chuông để ủng hộ cho kênh quý vị nhé. Vâng ạ, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt. Tin tức tinh túy, kênh tin tức số 1 Việt Nam.